Em Lợi xin chào tất cả các bác chơi audio trên toàn quốc. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm và đón nhận cái sản phẩm của em Lợi trong suốt thời gian qua. Thì ở trong video tuần trước thì em có chia sẻ những bộ kệ âm ly trên chất liệu gỗ xoan đào và đã tri ân đến cho anh em khách hàng trên toàn quốc và cũng đã có những anh em đón nhận sản phẩm. Thì hôm nay những ngày đầu tuần thì tiếp tục em lại chia sẻ lên những bộ sản phẩm hàng có sẵn với một cái mức giá vô cùng là yêu thương, chia sẻ cho anh em để anh em là sử dụng trong cái dịp tới, Tết sắp tới, để phù hợp với những cái bộ dàn, bộ âm thanh nghe nhạc mà anh em đang có. Thì hiện tại ở đây đang có hai bộ combo sản phẩm với mã hàng có sẵn và em chia sẻ lên đây để tất cả các bác nào quan tâm và thấy bộ sản phẩm nào phù hợp với kích thước sử dụng của các bác thì các bác hãy liên hệ trực tiếp với em Lợi qua số điện thoại ở trên màn hình 0978617323. Đó, thì không mất làm thời gian của bác nữa thì bây giờ là em sẽ chia sẻ lên đầu tiên với một cái mẫu mô hình kệ audio. Đấy. Bình thường thì là phục vụ các bác theo đa số đa phần là những bộ kệ để nghe nhạc thì nó cũng ở trong một cái kích thước như thế thôi. Nhưng mà riêng đối với dòng karaoke thì anh em thường xuyên sử dụng những bộ trầm và cũng cần cái không gian để kê những cái bộ trầm cho nó gọn và nó cân đối. Thì ở đây là một mẫu sản phẩm với kích thước theo tiêu chuẩn vẫn là 62 các bác nhá, 62 và chiều sâu không có gì thay đổi, đó chính là 50. Đấy, nhưng điều khác biệt với những bộ nghe nhạc thì ở phía dưới của những bộ kệ này thì anh em sẽ để được một bộ trầm và cái này là đã được làm theo coi như là một cái kích thước mà em đã coi như là cân đối các cái sản phẩm trên thị trường thì có các cái củ trầm thì nó tầm ở cái kích thước 45, nọt lòng 45 là đút là vừa xinh ở trong cái kích thước này. Đấy, thì tổng cộng với bộ kệ 2 tầng kệ âm ly trên chất liệu gỗ xoan đào. Đấy, có hai màu cho anh em lựa chọn, một là màu cabin màu gõ đỏ, hai là màu ốc chó. Thì với hai tầng như này thì nó thường thường có cái kích thước là 72 và thậm chí là cao hơn nữa. Ở những cái kích thước nọt lòng này thì anh em có thể yêu cầu thêm, ví dụ như chúng ta có thể là nó tùy theo các thiết bị, ví dụ như mình có một âm ly, một nọc và một đầu thu của mic thì là chúng ta có thể đặt cao hơn. Thì những cái đó thì đối với em Lợi thì nó rất là đơn giản, chỉ thay đổi kích thước của chân là ok. Đấy, thì là với một cái bộ sản phẩm mà có thể kê được kệ trầm chân cao như này thì là bộ combo của nó hiện tại đang có giá 2.650.000. Thì em chia sẻ luôn để cho các bác, để các bác nắm rõ. Đấy, 2.650.000 bởi vì cái tầng này là làm cao. Đấy, thì là nó là có cái giá 1.450.000 và tầng này vẫn giá cũ là 1.200.000 đồng các bác nhá. Đấy, thì tổng combo của nó như thế. Và hiện tại thì cái bộ sản phẩm kệ chân loa của em thì thường thường nó dao động từ giá 3.2 đến 3.4, có bộ 3.6 đối với hàng xoan đào, nó tùy theo kích thước. Thì với cái bộ này thì nó đang có một cái kích thước là rộng 37, sâu là 35 và chiều cao hiện tại nó sở hữu là 26. Kích thước thân trụ của nó là 1:20 và 1:18. Thì với cái bộ sản phẩm này thì là nó, em cứ tính là giá là 3.2, 3.2 với lại 2.6 là bao nhiêu? 3.2 với 2.650 thì nó tổng cộng là 5.850. Thì với cái bộ combo sản phẩm này thì tất cả các bác nào quan tâm nhá, các bác nào quan tâm mà thiện chí sở hữu cái bộ kệ như thế này, màu thì em có thể thay đổi cho các bác được nhé. Đấy, thì là ví dụ các bác muốn lấy màu chó hay là màu gì là em sẽ xử lý cho các bác được. Đấy, thì là combo với cái bộ này hàng sẵn nhá, hàng sẵn là 5.850.000, em bao ship toàn quốc cho tất cả các bác nhé. Đấy là bộ thứ nhất. Và chuyển sang bộ thứ hai thì với cái bộ kệ này thì nó có một cái kích thước là nhỏ gọn mini hơn. Thì những cái bộ này thì là chỉ có bác nào mà xem được video này mà có sử dụng những cái bộ sản phẩm nó vừa mấy cái kích thước này thì các bác mới sử dụng thôi, hoặc là các bác tự cân đối. Đấy, và cái bộ này thì em làm cho hai cái tầng này liền, nó chỉ cần có một bộ chân đinh thôi nên là giá thành nó cũng giảm hơn các bác nhé.
Với cái bộ sản phẩm này thì hiện tại là có một bộ chân đinh bên phía dưới như này. Thì tí nữa em sẽ quay tổng thể cho các bác xem. Thì bộ này là tổng chiều cao của nó, cả chân đinh hiện tại thì nó đang là 44,5 cm. Đấy. Và chiều rộng của nó thì là có 49 thôi các bác nhá. Chiều rộng là 49. Và chiều sâu của nó là bao nhiêu? Chiều sâu của nó cũng là 49. Bộ này hiện tại đang là vuông 49 các bác nhá. Thì với chỉ giá là 2 triệu đồng thôi. Đấy. Và tiếp theo là bộ kệ chân loa. Bộ kệ chân loa chiều rộng là 32, chiều sâu là 31. Đấy. Và chiều cao của nó là 39,5. 39,5 thì với cái bộ combo sản phẩm này thì tất cả các bác nào quan tâm lấy chọn bộ của nó thì em tính bộ này là 2 triệu, bộ này 3 triệu 2. Tổng cộng là 5 triệu 2 thì là em cũng sẽ bao ship toàn quốc cho tất cả các bác nhá. Bởi vì là những cái hàng đồ gỗ ấy, thì báo cáo các bác là đóng gói và coi như là vận chuyển thì cước phí nó cũng có hơi cao một chút. Thì tất cả các bác cân đối những cái sản phẩm hiện tại ở trước mắt nó phù hợp với các cái thiết bị âm thanh của nhà các bác thì là hãy alo trực tiếp cho em Lợi qua số điện thoại 0978617323. Đấy, để chốt được bộ nào thì em sẽ tiến hành gửi cho các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.